damit ihre Sachen, ihre Fahrkarte und so nicht verlieren. Okay. Super dumm. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Khoai Tây chào đi. Xin chào. Khoai Tây chào nào. Ta ta. Oh, was hat das für Wenn sie du so machen, kannst du Fans machen, vielleicht, ja, wieder. Ein bisschen drin niedrig, ja. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay gia đình Khoai Tây sẽ đạp xe đạp nè. Khoai Tây sau khi mà được thoa kem chống nắng cho nên là cái mặt bóng loáng luôn đó, mặt coi chứ ơi hả? Rồi đội mũ chống nắng nè. Cái mũ chống nắng này là do dì chơi da tặng Khoai Tây nè, phải không? Tại vì mùa hè sắp tới rồi cho nên Khoai Tây dì chơi da tặng cái mũ này là đúng rồi. Mũ chống nắng cho em bé đó. Chị á, Dạ chị mình ạ. sẽ phòng che. Dạ cái nào. Ok, bây giờ gia đình Khoai Tây chuẩn bị đạp xe đạp, sau khi mà chuẩn bị đồ ăn thức uống xong xuôi là gia đình cả gia đình lên đường. Ok, mình đi thôi, đã ra. Los. Khoai Tây ngồi đây chờ ba ráp xe vô ha con ha. Khoai Tây ơi, Khoai Tây à, Khoai Tây ơi, Khoai Tây à. Quá mùa hè cho nên đợi nóng chống nắng cho Khoai Tây á ha. Khoai Tây ơi. Kiểu khoai tây đã xong, kiểu con chú khoai tây đã xong đó, bây giờ mình Oder bei Kartoffeln das vorne das Schloss rein, ganz nah unten. Das ist schwer, da kommt sie nicht dran. Kann nichts passieren. Na, diese ist ganz in mein Kartoffeln. Cái nó cũng hơi tay kìa. Aber nicht gut, gefährlich. Das kann runterfallen. Das ist nicht gut. Hinten und so und links, ganz links, nach links, nach links und ganz nach unten. Okay, ja. Kannst ja gucken, das drückt nichts durch. Ja, noch mehr. Da kann man ein bisschen was, aber nicht zu viel, man kann ein bisschen was reinlegen hinten. Einmal im Monat können wir das machen. Viele Views. Ba ba ba. Ah, hier. Okay, los.
Da da fahrst du langsam, ha? So meinst du, diese Gleitgarten? Ja. Okay. Das ist schöner, weil die Grundstücke sind viel größer als da oben oder bei uns direkt vor der Tür. Okay. Đây, cái khu vườn này nó tên là Gleitgarten Verein. Bà qua tay kìa, kiểm tra coi thử mình có thể đậu xe đạp ở đây. Ok. Đây sẽ dựng xe ở đây. Chặt cấm. Qua tay kêu chặt cấm có nghĩa là gì nè. Này, đây, 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 đây. Mơm qua tay ra nha. Đây, lấy cái tay ra. Đây, lấy cái tay kia luôn. Đây, ai chà. Đây là vắt. Ồ, nắng, 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 khoai tay, nắng, khoai tay. Nếu cái chút phải mắc cái ít. Này, ba ôm khoai tây đi. Má 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 khoai tây khóa xe đạp lại. Sag ich doch. Okay. Nắng còn ha, nắng ha. Ok. Đây. Gia đình khoai tây bắt đầu vô cái khu nhà vườn. Ở trong cái khu này này. Đi vòng vòng chơi ngắm cảnh. Thì ba khoai tây nói là cái khu nhà vườn này nó rộng hơn cái khu nhà vườn mà gần gia đình nhà khoai tây ở. Hy vọng là họ họ đóng cửa rồi. À đây 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 đây. Đúng rồi, đây 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 đây. Đi ngược lên rồi đó. Mình sẽ đi vô khu nhà vườn chơi nha. Hat man so ein kleines Restaurant. Was wieder? In jedem Kleingarten sieht man so ein kleines Restaurant. Ja. Deutsches Lokal.
deutsches Essen, Schnitzel und so weiter. Khoai tây ôm, khoai tây hồi nặng quá. Để khoai tây vô trong cái... nắng nhưng mà cái tấm này nè, cái tấm đây nè là nó ấy nắng rồi nè, nó lược nắng rồi. Ok, last door số ha. Essen, Essen, für business. Lass da, in Kartoffels, beine kein Problem. Okay. Garten zu verbacken, informatieren unter, das ist es vermitteln. Ja, aber es gibt lange Wartelisten. Ja, ich weiß, aber ich glaube nicht, es gibt so viel Abandon. Đây nè mọi người ơi, đây là một cái khu vườn đã bị bỏ trống nè, người ta không có làm vườn nữa, người ta trả vườn lại. Thì họ để cái bảng này thông báo nè. Có gì thì liên hệ ở đây nè, để mà mình thuê lại. Ok, aber brauchen wir jetzt nicht, vielleicht wohnen wir in Chemnitz nur ein Jahr. Ok, aber da, wenn du einen Job in München, vielleicht suchen wir einen Garten, ha? Ich glaube, München ist super kompliziert. Wir so kompliziert, aber wohnen wir nicht in Zentrum. Du musst teilweise 3 bis 5 Jahre warten, bis du einen Garten bekommst, wenn überhaupt. Kein Problem, da. Vielleicht noch bis du findest du einen Job in München. München ist sehr groß und gibt so viel Job, ha? Huh? Super teuer. Super teuer und dann lohnt es auch super hoch. Ha? Huh? Da zum Beispiel ist. Ich denke zum Beispiel, ha, da man kann 10% sparen, aber 10% von 2000 besser als 10% von 1050. Richtig? Ja. Ja. Nein, ist weniger. Hey, ba khoai tây đây. Mình sẽ đi vô cái đường nhỏ hẻm này. Okay, ja. Weil hier gibt es wahrscheinlich keine Bank, wo man sich hinsetzt. Okay, ja. Oder davor, aber das ist nicht so schön. Schau mal, Tata. Schau mal, ha. Okay, bây giờ gia đình Khoai Tây sẽ đi vòng vòng cái khu vườn này để tham quan. Ja. Weißt du? Überall. Bienen. Ja. Okay. Má khoai tây xin giới thiệu với mọi người. Dạ. Yeah. Ok. Dạ, genau. Đây là cái cây hoa anh túc này mọi người. Cái cây hoa anh túc này là dùng để sản xuất thuốc phiện đó. Nhưng mà bởi vì ở đây là cái cây này nó giống như là cây dạ gì đó. Nhưng nó vẫn lên bình thường với số lượng ít. Mà hoa nó đẹp nữa cho nên là không có tính vô là trồng thuốc phiện nha mọi người. Also das Wohnmobil gesehen, was wir gefahren sind, super großes Campermobil. Ja. Das bestimmt über 100.000.
Australia. Australia. Yeah. Ja. Người ta nur alte reiche Leute leisten. Man kann sich nicht sowas kaufen, yeah, aber. Genau. Es ist zu geizig. Đây là một cây táo này mọi người ơi. Táo là bắt đầu đã ra trái rồi nè. Trái nhỏ 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 nè. Dạ, apple. Đây, trái ra nhỏ 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 rồi nè. Wow, cây này là đặt trái luôn đó. Đây. Đây là một đây nè, đây nè. Tata, this is moon. Đây cây thuốc phiện nè mọi người nè, nhìn nè, hoa nó rất là đẹp dễ thương. Trời ơi, màu sắc rất là dễ thương luôn. Nè, trời ơi, nhìn cái nụ nó cũng đẹp nữa. Cái này là dùng để sản xuất thuốc phiện nha mọi người. À, nó tên là hoa anh túc. Tiếng Việt Nam là hoa anh túc. Còn tiếng Đức là mốn. Nhưng mà tại vì do đó nó mọc dại những gì, hoặc là người ta trồng với số lượng mà một hai cây để cho nó đẹp thôi, tại vì hoa nó đẹp quá mà. Cho nên là thành ra là không được tính vô là sản xuất thuốc phiện mọi người nha. Chỉ là trồng trong vườn cho nó có không khí vậy thôi. Còn đây là hoa hải đường hay sao á, đây nè. Chắc vậy á mọi người ha. Mọi người thấy có phải đây là hoa hải đường hay không nè. Đây nè, cái nụ nó rất là dễ thương nè. Đó, xinh xắn dễ sợ đây nè. Trời ơi, thơm quá trời thơm. Thơm chịu không nổi luôn mọi người ơi. Trời ơi, giữa trưa nắng mà thơm dễ sợ luôn. Không biết là hoa đây, hoa chắc là hoa hải đường. Trời, thơm nè. Trời ơi, mà hình như cái vườn này không có ai chăm sóc hay sao nữa. Bây giờ cái cây nó có sẵn rồi. Thì tới mùa tới giờ nó lên thôi, chứ mà nhìn cỏ như vậy là biết là người ta không còn chơi cái vườn này nữa rồi. Đó, nhưng mà vẫn còn hoa, vẫn còn táo cho nên nó cứ lên thôi. Đây. Mình sẽ đi vòng vòng khu vườn làm thấy nè. Mọi người biết là tại sao mà một khu vườn nó nhỏ gì không? Má khoai tây là muốn giới thiệu cho mọi người biết đây là một cái nét văn hóa chơi vườn của người Đức. Còn đây là cherry nè mọi người ơi, hoa anh đào nè. À, cây anh đào chứ. Bây giờ cây anh đào ra trái rồi mẹ, mọi người thấy không? Đó. Đó, quá trời trái nè đó. Và cái trái này á, khi mà gần thu hoạch là nó sẽ bự giống như là trái bán ngoài chợ nha. Nhìn là thấy nó bự rồi, ngon rồi, trời ơi quá trời luôn. Nhưng mà ở trong vườn của người ta nha mọi người, không có hái được. Đó. Thường á là những cái người mà thuê cái vườn này á, là họ ở chung cư. Mà chung cư thì không có đất đai để mà trồng cây đó. Cho nên thành ra mỗi người thích, nếu mà thích chơi thì có thể là đăng ký để thuê một mảnh vườn nhỏ như vậy để mà mình trồng hoa trồng lá. Và thường là thường mình chơi được có mấy tháng, mùa hè mùa xuân đồ thôi. Còn mùa đông là nó lạnh lắm, không có trồng được cái gì. Và thường mùa đông thì ở đây thì sẽ bị cúp nước hoặc là cúp điện, bởi vì là ở cái khu vườn này là không được cấm ở, chỉ là được là sinh hoạt vui chơi vào hè, trồng trọt đồ cho nó vui thôi. Nha mũi. Das stimmt auch Vietnamesen. Hier erkennt man sofort daran, dass die Kürbisse und so weiter, dass sie horizontal in der Luft schweben dann pflanzen. Mà thông thường những cái người mà thuê vườn này là những cái người già, người ta đã về hưu rồi á, họ có thời gian để mà họ chơi vườn hơn cho nên là họ thuê đây. Đấy, còn người trẻ thì là người ta có những cái hoạt động riêng như là du lịch nè, ba bủng uống rượu đồ này nọ thì người ta không có cần thuê cái vườn này làm gì. Và mỗi cái khu vườn nó nhỏ nhỏ chứ nó không có bự. Đây ví dụ như đây là đó nè, trồng nhỏ nhỏ như là rất là dễ thương luôn, không có phải là nhiều. Đấy, mỗi luống nhỏ 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 như vậy, hoa lá quá trời luôn. Ông cụ kia đang tưới nước nè. Rồi về xong sau đó là họ có thể đi ra nướng barbecue vào mùa hè nè. Đây là một gia đình người Thổ Nhĩ Kỳ ha. Họ đang nướng barbecue kìa. Trời ơi, dễ thương vậy luôn á. Gia đình đang nướng barbecue. Đây, quả trời đó, cứ mỗi loại hoa trồng một ít vậy đó. Và mọi người thấy không, đó mỗi cái khu vườn nó nhỏ như vậy thôi. Khi mà mình thuê á
là nhà nước họ chỉ cho thuê một cái khu vườn nhỏ gì, một miếng đất như vậy thôi. Còn cái nhà là người thuê tự cất lên, mà thường á cái nhà nó sẽ có giá trị khoảng cỡ 5 cho đến 10 ngàn ơ. What? Dạ, yeah, yeah. Was zu kalt, die sind mit einer noch grün. Ah, so. Ist noch nicht so weit. Ah, ba khoai tây nói là nguyên cái luống dâu bên kia. Muss ich jetzt mal gucken die Woche. Ja. Wo man hier Erdbeeren ernten kann, ne? So Erdbeerfelder gibt. Ba khoai tây nói là tại vì do là nó vẫn còn lạnh á, cho nên thành ra dâu nó màu xanh. Ja. Aber es ist noch nicht so weit, glaube ich. Es ist später als sonst. Đó, ví dụ như ha, má khoai tây nói là mà cái miếng vườn nhỏ như vậy ha, thì người ta được phép là cất một cái căn nhà nhỏ như vậy nè. Và cái căn nhà nó bao lớn ha, thường là do quy định của mỗi thành phố. Khi mà mình thuê một cái căn vườn á, là người ta cũng nói cho mình biết luôn á, là mình được cất nhà bao nhiêu, bao rộng lớn. Hello. Đây nè, và cái chủ nhà này xây cái hàng rào với lại cái cửa rất là dễ thương nha. Đây, cái nhà này cũng là hơi cũ. Rồi. À, sau khi mà mình cất cái nhà này xong á. Đấy, thì cái nhà này là dùng để sinh hoạt chơi ở ngoài vườn thôi chứ không có được phép ở nha. Đó. Rồi ví dụ như mình đã cất cái nhà này xong rồi thì mà mình không có chơi vườn nữa, mình muốn trả lại cái vườn thì cái người mà thuê tiếp theo á, là khi mà họ đã vô thuê á, thì họ sẽ thương lượng với cái chủ nhà cũ là coi thử là muốn bán lại cái nhà này bao nhiêu, thì cái đó là mình mua bán với lại cái người thuê trước chứ không có liên quan tới nhà nước, tại nhà nước chỉ cho thuê cái miếng đất thôi để làm vườn thôi, còn cái nhà là thuộc của người thuê xây lên bao nhiêu xài sau đó và muốn trả lại vườn thì bán lại cho cái người thuê sau. À, nói chung là cái đó thì tất nhiên là mua bán thì mình tự thỏa thuận thôi. Thông thường ví dụ cái nhà này thì có thể là người ta sẽ bán lại 5.000 ơ hoặc là 7.000 ơ gì đó. À, mình chấp nhận mua nhà thì mình thuê vườn, mình không chấp nhận mua cái nhà đó thì thôi. Dạ. Nice, ich glaube das ist die typische deutsche oder? Yeah. Hồi nãy quay phim thì có ông rất ôi cây cherry nè mọi người ơi, đây nè đó này. Trái nè cây cherry nhỏ xí nha, mà quá trời trái luôn. Hồi nãy quay phim thì có cái ông cụ người Đức ấy, ra ông nhìn cái mặt nó chăm. Ba khoai tây nói là ông cụ rất là khó chịu khi mà thấy mình quay phim như vậy, nhưng mà thực ra không có phải đâu. Nếu họ khó chịu, họ không thích là họ đã nói rồi, nhưng mà họ không nói tiếng nào hết thì đó là bình thường, tại mình không có làm ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của họ. Má khoai tây cũng không có quay họ, chỉ quay mảnh vườn thôi, không liên quan gì tới họ. Nhưng mà bởi vì cái cách của người Đức là như vậy, khi họ không nói tiếng nào hết có nghĩa là đối với họ là cũng không có liên quan. Nếu mà có liên quan thì họ đã nói rồi. Và cái mặt họ chăm như vậy, lúc nào cũng vậy, là bởi vì cái người Đức kiểu như vậy. Cái khuôn mặt của họ không có tươi. Giống như ba khoai tây nè. Ba khoai tây ban đầu quay mặt không có tươi đâu. Cái biểu cảm của người Đức là như vậy. Rồi xong cái khi mà quay rồi xong mới lên video, rồi ảnh coi, rồi ảnh tự bản thân ảnh thấy là mình không có được tươi lắm ở trong video, rồi ảnh tự cười đùa cho nó mặt tươi rói lên thôi. Chứ người Đức là cái mặt của họ không có tươi mọi người ạ. Tức là văn hóa của Đức nó như vậy. Nếu họ không chê, đó có nghĩa là khen. Nếu mà họ đã không thích thì họ sẽ chê liền. Yeah. Đây là một mảnh vườn rất là xinh xắn nè. Dễ thương chưa? Đó, cái căn nhà nhỏ nhỏ nè. Đây có cái đường đi vô nè, đó cánh cửa nè. Con đường đi vô nè, hai bên là hoa nè. Đó. Quá trời luôn. Và điều đặc biệt đó là cái văn hóa vườn này nè, nó ở có mặt ở khắp nơi ở nước Đức. Và một cái thành phố nó có tới mấy cái khu nhà vườn như vậy. Nếu mà mọi người mà đi tàu á, ngồi trên tàu á, mà nhìn qua hai bên đường tàu chạy á, lúc nào cũng thấy hả khu nhà vườn như này hết á.
Bởi vì họ dùng cái quỹ đất rất là lớn cho cái khu nhà vườn này. Thành ra cho nên là cái quỹ đất mà để mà xây nhà ở nó nhỏ lại. Đó là lý do mà nhà ở ở Đức á, nó nhỏ. Nhà cũng có vườn nhưng mà nó cái vườn nhỏ. Đây đang nói là nhà ở nha. Nhà ở có vườn cũng nhỏ luôn. Mọi người thấy nhà này đẹp không? Ai, dễ thương, dễ sợ luôn. Tất nhiên rồi. Phải làm việc rất là cực lực mới có cái căn nhà đẹp như vậy. Đây, vườn tược rồi nè, gọn gàng, đường đi cong cong nè. Hello. Đó, à, ông cụ kia là đang làm tại vườn của ông cụ. Dạ, đúng rồi, phải bỏ ra rất là nhiều thời gian như gì để có mảnh vườn đẹp như vậy thì chỉ có mấy cái người già có thời gian nhiều tại họ về hưu rồi. Hello. Sẽ xuyên đà cuốn cái lâu liền. Dạ, rất stecken wahrscheinlich auch ein paar Jahrzehnte Arbeit drin. Ja. Ich glaube, so aussieht. Ist es ein Mädchen? Das ja. Mädchen. Ach, ein kleines Mädchen. Ach, die Kleine. Ich habe auch zwei Enkelinnen. Die eine ist gerade weg, die ist 24. Ja. Und die große ist 39. Unsere ist noch nicht ganz so alt. Etwas mehr als ein Jahr. Und Sie sind eine kleine Vietnamerin. Ja, genau. Ja, das sieht man ja sofort. Ja. Ja. Arbeite an der Uni. Erstmal bis nächstes Jahr noch und so kurzfristig ist es dann auch blöd, wenn man in den Garten her, dauert ja noch ein paar Jahre, bis der richtig schön aussieht. Das was machen Sie denn an der Uni? Wissenschaftler. Studieren? Nein, nee, war ein Tuch, war der Blum. Ich Mitarbeiter. Ach so. Im Maschinenbau. Maschinenbau? Genau. Schön. Meine Enkelin, die jetzt gerade weg ist, die ist an der Uni. Die studiert aber noch ein Jahr. Und die studiert das, was nicht bringt. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Gar nicht. Gar nicht. Bis nach Essen rüber. Und weißt du? Furchtbar. Das ist ja die Industrie-Ecke, ne? In altes Aschgenau dort. Hey, bác khoai tây bắt đầu nhiều chuyện rồi, má khoai tây đi quay nè, trời ơi nè. Hoa anh túc đẹp không mọi người? Đó người ta trồng á, trồng để là làm hoa chơi thôi. Cái này nè, đó, cái này chứa rất là nhiều. Đây nè, cái này nè, chứa rất là nhiều thuốc viện nha. Có thể bào chế ra heroin đó. Trời ơi. Ở hồi nãy là mình thấy là hoa hải đường trắng ha. Còn đây là hoa hải đường vàng. À, lộn, trời ơi, một màu hay sao vậy? À, hoa hải đường hồng. Trời, thơm lắm luôn. Thơm, cực kỳ thơm. Đấy, trời ơi, cái nhà này cũng xinh ơi là xinh. Để mà có cái mảnh vườn xinh như vậy á, là bỏ ra rất là nhiều thời gian. Mà chỉ có mấy cái người già á, người ta về hưu rồi á, người ta có cái quỹ thời gian nhiều. Đấy, làm vườn cũng là một hoạt động rèn luyện sức khỏe nữa. Đấy, vừa có mảng xanh, đấy, vừa thư giãn, rồi vừa giết thời gian nữa. Nói chung là vui lắm. Thì chỉ có người già thôi, chứ còn người trẻ thì cũng bận đi làm rồi hả, bạn bè giao lưu bi bọt đồ rồi du lịch đồ này nọ, cho nên thành ra là thường là người trẻ họ ít có thuê vườn để làm, cũng có nhưng mà ít hơn, đa số là người già đã về hưu. Đám hoa hải đường đẹp dễ sợ luôn. Bà người ta vẫn còn nhiều chuyện với ông cụ nè. Das ist hier super bequem. Ich wohne direkt in der Nähe von der Uni, in der Wartburgstraße. Das ist nicht falsch. Da brauchen wir nur ein paar Minuten im Fahrrad. Còn nhà nào mà có những cái trò chơi con nít này là biết là ông bà già là có cháu tới chơi, cho nên là rất là chuẩn bị giường rồi cho cháu tới chơi đó. Sehen wir gleich mal neu fangen, ne? Khoai tây. Ja, khoai tây. Wie gesagt, wenn er mal in Garten braucht. Ja.
Genau. Khoai hóng nhiều chuyện. Hängt alles davon ab, wie es beruflich für mich weitergeht. Also dann. Aber eigentlich musst du sagen, wenn du jetzt nein, den Kaffee nimmst, würdest du dir die Seite nehmen oder die dahinter? Hóng ba nhiều chuyện. Schwierige Frage, weiß ich jetzt gar nicht so. Das ist. Du hast einen Expertenrat. Das ist. Der Gobi, wo die Leibe so steht, hier, auf der Seite, ja. Wenn der 35 Grad im Sommer nicht ist, die müssen nicht gehen. Đây. Thì tất nhiên á là vào mùa mùa đông á là cây cỏ là nó héo tàn hết. Jeez. Rồi bắt đầu chào tạm biệt ông cụ đi nè. Ôi ta ta ui. Ha. Ha. Ôi Mütze. Trời ơi nắng con, nắng lắm. Nắng như thiêu như đốt vậy. Cái nắng cái nắng ở bên Đức nè, mặc dù là nó thấy nó có vẻ như là nó ít nắng chứ mà nó ghê lắm. Nó cháy da hơn là cái nắng ở Sài Gòn nha. Mặc dù cái nắng ở Sài Gòn gắt hơn. Supersonic vô cái thứ phê hiếm mà sợ. Ja, weil die Mütze sitzt irgendwie eng. Ja, đây. Còn cái trái này là cái trái gì không biết nữa nhưng mà nó ngon lắm. Tên gì thì quên rồi. Da hinten sind auch ein paar Erdbeeren, aber die sind noch relativ. Okay, đây là đó. Đằng kia có trồng dâu kìa. Nhưng mà nó nhìn nó sơ sát quá. Còn hai đường nè, đó. Qua nè. Glaube, muss ich wieder da da. Super lecker. Dạ, muốn xin vi đây. Is that a bear? Ok, ba khoai tây nó ngon lắm. Vielleicht wenn wir Anfang August bei meinem Vater sind, können wir welche ernten. Die sind super lecker. Oh, Opa, Sie pflanzen diese Bär auch? Ja, ein Busch. Okay. Super lecker. Ja, super lecker. Đúng rồi, cái cây này là ông nội khoai tây có trồng một bụi ở vườn của ông nội. Ba khoai tây rủ là... Nicht immer zu abnehmen. Sehr warm da da. Ja. Oder gehen wir so hoch? Wir gehen jetzt hier und dann da wieder zurück. Okay. Und dann können wir in den Park fahren. Ja. Okay. Ja, vào mùa đông á thì cái cây bông đồ này nó lụi tàn hết trơn à. Là người ta cũng dẹp vườn. Ja. Người ta cũng dẹp vườn rồi xong cái người ta đóng cửa về. Tại vì hả, ở bên đây cũng người ta bắt đầu hả cúp điện, cúp nước là không có chơi được vào mùa đông, chỉ có mấy mùa hè thôi. Và cái giá mà thuê một cái mảnh vườn ở đây nè rất là rẻ. 200 ơ trên dưới 200 ơ một năm. Một năm nha. Mà 200 ơ là khoảng cỡ 5 triệu. Giá là cũng khoảng cỡ trên dưới 5 triệu ngàn, 5 triệu đồng. Một năm. Còn tiền điện, tiền nước thì tính riêng. Mình muốn xài bao nhiêu thì mình trả bấy nhiêu. Rẻ quá trời rẻ luôn. Cho nên thành ra là mấy cái năm đầu khi mà mới dọn qua cái thành phố này á, là má khoai tây á. Die Grundstücke sind ziemlich groß teilweise. Ja. Die sind doppelt so groß wie in dem anderen kleinen Garten. Ja, genau. Cái khu này ba khoai tây nói là nó rộng gấp đôi so với lại cái khu gần nhà khoai tây. Cho nên thành ra nó rất là rộng, gấp đôi lần. Đó, những cái năm đầu khi mà mới dọn qua cái thành phố này á, là má khoai tây lật đật có gọi cho, nói cho ba khoai tây á, là mình đi thuê một vườn đi, mình thuê một khu vườn đi, mình chơi. Đó, có mảng xanh đồ này nọ. Đây, dâu này mọi người ơi, mà bởi vì năm này nó lạnh lâu, cho nên thành ra là vẫn còn hả xanh lè. Ja, ich glaube, vielleicht machen du so besser. Ja. Für die ganze Zeit in der Sonne. Ja, Đi ngược lại chứ nắng quá, khoai tây chịu không nổi kìa. Mồ hôi một ghê, đổ lúa tua luôn. Nắng quá thì sợ khoai tây chịu không được cho nên đội nón lên. Mà đội nón lên nóng á thì con không chịu được, con lại kéo ra. Cho nên thôi ba chịu khó, ba kéo ngược đi. Còn cái đây là hoa hồng gai nè.
Đó, mà ba khoai tây nói là trời ơi, mỗi lần mà thuê là mình đăng ký là vô danh sách chờ lâu lắm em ơi. Vậy là ổng không có đăng ký à, cho nên thành ra không có thuê được vườn. Chứ là ổng nói là mình ở đây đâu dẹp bao nhiêu năm đâu, chờ anh làm luận án tiến sĩ xong là hả, mình dọn đi thành phố khác mình ở, chứ mình không ở thành phố này đâu. Mà mình đâu có, đó, mình đâu có ở cố định đâu, mà thuê vườn làm gì. Đó, cứ như vậy không. Cho nên thành ra là đâu có thuê được. Mà trong khi đó má khoai tây cực kỳ thích luôn. Tại vì do nó mình có đất để mình trồng, là bây giờ ở chung cư làm gì đọc trồng được cái gì. Có đất mình trồng ha, mình trồng cái này cái nọ, mình vừa chơi, mình vừa có hả rau rác rồi mình ăn nữa. Cũng rất là nhiều người Việt Nam á, thuê vườn này rồi họ trồng rau bầu bí đồ á, ớt đồ nhiều lắm, dễ thương lắm. Rồi thêm nữa mình khi có con đó, con nó cũng có cái mảng xanh để chơi. Mà ổng không chịu, cứ nói mình ở thành phố này không dẹp bao lâu đâu, mình sẽ dọn đi liền. Với cái tư tưởng đó cho nên thành ra là nhà cửa hả cũng đâu có sắm sửa mà cho nó gọn gàng đâu. Mình ở đây không có bao lâu đâu em ơi, mình sẽ dọn đi liền. Cho nên thành ra là nhà cửa cũng vậy. Yeah, this is Turkish Sada. Đây, đó là gia đình người Thổ nè. Đây nè, thêm một cái mảnh vườn người ta bỏ trống nè. Họ cũng nói là muốn thuê thì liên hệ địa chỉ này. Là cái quản lý khu vườn này á. Ba khoai tây không có vậy. Đó, cứ nói là chờ lâu lắm mà mình cũng không ở lâu. Rốt cuộc không có vườn. This is gone shook here. Yeah. Verlassen ist, weil die Sonne steht die ganze Zeit hier vor der Tür. Ja. Yeah. Also da ist ja auch der Grillplatz und das wird dann so heiß. Das sind total unbeliebte Stöcke, weil die schlecht stehen. Je, sao con? Ờ. Nóng quá hả con? Nắng ghê luôn, chịu không nổi luôn. Rồi. Nhà cửa cũng vậy, thật ra luôn á, mình cũng rất là muốn hả cái kiểu như là sắm sửa cái này sắm sửa cái kia cho nó gọn gàng đó. Mà ba khoai tây nói là thôi cứ mình cứ sống tạm đi, vài năm rồi anh làm xong luận án tiến sĩ này thì mình dọn đi thành phố khác rồi mình có tiền rồi mình mua nhà luôn. Cái suy nghĩ như vậy xong rồi cho nên là mình đâu có sắm như là tủ kệ đồ để đồ cho nó gọn gàng đâu. Tại vì ba khoai tây nó cứ dọn nhà đi mà mua nhiều quá sao dọn đi. Nó cứ như vậy không à. Mà ở hả cũng 4 năm trời rồi. Giờ biết sao. Toàn ở tạm không à. Mà ở tạm tới 4 năm rồi đó. Rồi bây giờ rồi thêm cái vụ làm ba khoai tây chuẩn bị mất việc. Tại vì cái dự án thì anh nói có thể là sẽ không có làm tiếp tục được nữa. Tại vì dự án này nó sẽ không tới tay của mình. Và ảnh muốn là như kế hoạch lúc trước là xin một cái công việc ở trường đại học ở thành phố Munich á. Bông đẹp ghê luôn. Nếu mà mình sống hay cái kiểu tạm bợ như vậy nhiều khi cũng mệt mỏi á. Mình lúc nào cũng trên tinh thần là sẽ dọn đi cho nên là mình cũng không có ổn định. Mặc dù bây giờ có con nhỏ rồi nhưng mà cũng chưa có ổn định được. Sao mà ổn định được trong khi đó lúc nào cũng có kế hoạch dọn đi. Đây. Rất là nhiều mảnh vườn nhỏ vậy ha, dễ thương ha. Đấy. À, mỗi người thích mỗi kiểu thì họ sẽ trang trí cái khu vườn của họ. Lịch sử của cái khu vườn này là như thế này. Là sau Thế chiến thứ 2 đó, là bắt đầu là công nghiệp hóa, hiện đại hóa rồi đó. Rất là nhiều nhà máy. Không. Lịch sử của cái khu vườn này là như thế này. Là sau cuộc cách mạng công nghiệp ấy, rất là nhiều nhà máy mọc lên và rất là nhiều người nông dân
họ bỏ vườn, bỏ vườn tược, bỏ nông trại, họ đi vô thành phố, vô làm ở mấy cái công ty. Mà thường khi mà họ làm ở mấy công ty á, thường ở trong thành phố là họ sẽ ở nhà chung cư. Và nhà chung cư á, thì nó lại không có đất đai nhiều để mà trồng trọt. Và bởi vì họ rất là bận rộn với lại cái công việc làm ở trong nhà máy. Mọi người biết rồi, giống như công nhân đó, không có thời gian nhiều để mà nấu nướng cho nó kỹ, cứ ăn đồ công nghiệp, ăn đồ công nghiệp cho nó nhanh gọn lẹ. Cho nên thành ra là bữa cơm của họ là thiếu màu xanh, thiếu chất xanh, thiếu dinh dưỡng. Thì lúc đó là báo động về cái chế độ dinh dưỡng của người Đức. Và có một vị bác sĩ mà má khoai tây quên tên rồi. Cái vị bác sĩ này á, đây nè, wow, một cái khu vui chơi cho con nít nè. Trời ơi, đây là căn bếp của em bé nè, trời ơi, xinh ơi là xinh luôn. Và cái vị bác sĩ này á, là đề xuất một cái dự án, đó là sử dụng cái quỹ đất mà ở ngoài ô thành phố để làm nên những cái khu vườn nhỏ nhỏ cho người ta thuê, như gì thì để trồng rau rác đồ á, để bổ sung cho cái chế độ dinh dưỡng của công nhân. Đấy, đó là lý do mà cái khu vườn nhỏ nhỏ này ra đời. Và khi bắt đầu cái dự án này đó là thí điểm trên một cái khu đất nhỏ thôi, ở một cái thành phố bình thường ở ngoại ô. Và sau đó là nó có hiệu quả là bởi vì cái người nông dân, cái người công nhân á, sau khi họ đi làm về là họ bỏ ra một ít thời gian để mà họ trồng trọt, trồng rau, trồng rác, đồ cà rốt, đồ này nọ, để bổ sung vô cho cái chế độ dinh dưỡng của họ. Cho nên thành ra là cái tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng của công nhân á, được cải thiện rất là rõ rệt. Bởi vì cái thành công của cái dự án này, cho nên thành ra là cái mô hình, cái khu vườn nhỏ nhỏ như nè, được chính phủ nhân rộng lớn ra. Và cái mô hình chơi vườn như này là được mang tên của cái vị bác sĩ đó. This number from the art has been gleichgarten gefunden. Erinnert this noch? Này, đâu nhớ, đâu ba khoai tây không nhớ, làm sao mà má khoai tây nhớ. Dạ. Đó đó. Ein Doktor, German Doktor, found this garden style. He did a project. The first project as small gardens. Ja, Schrebergarten. Wieder? Schreber. Das war ein Dr. Schreber. Schreber, da. Er hat herausgefunden, ja, in der Studie, dass der Aufenthalt im Grünen, ja, macht glücklich. Ja. Man ist weniger frustriert, weniger genervt. Ja. Und deswegen sind die, bei uns im Westen heißen die Schrebergärten. Aber hier im Osten macht man Kleingarten. Was? Ah, ja. Man kennt das hier nicht, aber es ist das Gleiche. Okay. Also hast du über diese Art gelernt, als ein Kleinkind war, oder? Nee, aber ich habe das mal gegoogelt. Also, das war vor über 100 Jahren. Ja. Es ist auch nicht so wichtig, dass man das in der Schule lernen muss, dass der, okay, dass, ja, der herausgefunden, dass man, dass der Aufenthalt im Garten einen glücklich macht. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ja. Ok, vậy thì bà Khoai Tây nói là cái mô hình này á, là đã trên 100 năm rồi. Cái vị bác sĩ đó là tên đó, Wieder Name? Schreiber. 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 Đó, ừ. Tên như vậy sao mà nhớ nổi. À. Thì khu vườn nhỏ nhỏ này được cho thuê á, thì người công nhân á, vừa bổ sung được chế độ dinh dưỡng của mình, mà cuối tuần á, là họ có thể giải lao. Findest du das schön? Ja. Ich finde das nicht schön.
Das ist so künstlich tot irgendwie, keine Pflanzen, ne? Ja, das ist nicht schön. Ist schön. Thì họ có thể là giải lao, thư giãn sau cái giờ làm việc ở nhà máy mà mọi người biết mà. Công nhân mà làm ở nhà máy mà theo cái dây chuyền sản xuất á, là cái một động tác đó thôi à. Mà lặp đi lặp lại ngày này qua ngày nọ mà ngồi một chỗ nữa nó rất là bí bách. Cho nên họ cần phải có chỗ để mà thư giãn. Cho nên thành ra là cái khu nhà vườn nhỏ nhỏ này đáp ứng được những cái nhu cầu đó. Và sau khi mà, nhưng mà cái thời điểm đó là những cái căn nhà nhỏ nhỏ này là vẫn cho phép được được ở, được ngủ nha, được ở giống như căn nhà bình thường vậy đó. Thì sau đó là khoảng cỡ 50 năm trước đây á, thì cái lúc đó là người Thổ Nhĩ Kỳ á, là bắt đầu họ qua Đức, họ tại vì cái lúc đó là bắt đầu cái ngành xây dựng ở Đức á, là bắt đầu cần rất là nhiều công nhân để làm ở công trường xây dựng, bởi vì lúc đó là cái khả năng cái gì ta, cái nhu cầu xây dựng của họ rất là cao. Thì nếu má khoai tây là được biết là người Thổ Nhĩ Kỳ họ đến nước Đức trước người Việt Nam khoảng cỡ 20 năm. Người Thổ Nhĩ Kỳ họ đi đến nước Đức để họ làm cái công việc đó là nghề xây dựng. Họ làm ở những công trường xây dựng. Và lúc đó là Đức rất là cần nhiều công nhân làm ở công trường xây dựng. Mà người Đức thì họ lại làm như là, ví dụ như là họ đã làm kỹ sư rồi, cho nên họ cần công nhân chẳng hạn vậy. Cho nên là rất là nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đến đây. Và tất nhiên là cái lương thì không cao, mà cũng phải chi phí cho nhà ở này nọ đồ á. Mà trong khi đó cái tiền thuê của cái khu vườn này rất là ít. Cho nên là họ tận dụng những cái nhà nhỏ này, bắt đầu họ ở lại. Họ ở, họ sử dụng như nhà. Mà khi mà họ sử dụng như nhà thì mọi người biết rồi, đã nhà nhỏ mà hả, cả gia đình con cái cùng ở rồi phơi, hello cùng phơi phóng nào là quần áo đồ này nọ rất là nhiều. Cho nên thành ra là nó trở nên thành một cái giống như khu ở chuột vậy, nó rất là bát nháo. Fox, Fox is here. Also. Ja, kann. Wenn der irgendwie, das ist gefährlich für Menschen, deswegen. Das ist gefährlich, wenn man ein Erdbeeren aus dem Garten isst, wenn da der Fuchs gewesen ist. Còn cái chỗ này là để mọi người đậu ô tô nè. Đậu ô tô khi mà ra cái khu vườn nhỏ của họ chơi. À, công nhận cái khu nhà vườn ở đây rất là nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ thuê luôn. Và khi mà nó trở nên bát nháo á, thì cái mục đích ban đầu của cái khu nhà vườn này nó bị biến chất, như là cung cấp nơi thư giãn hả, rồi bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn chẳng hạn, thì nó đã không còn nữa, mà nó phục vụ mục đích đó là ở sinh hoạt. Cho nên thành ra là sau đó là bắt đầu nhà nước á, cấm không cho ở lại những cái khu nhà vườn này. Những căn nhà này chỉ dùng ở mục đích là thư giãn, ví dụ mình ở qua đêm một hai đêm thì được, chứ không phải là được sử dụng để mà trở thành một ngôi nhà để cho người dân ở nữa. Cho nên thành ra là từ đó trở đi là không có ai được phép là sử dụng khu nhà vườn này để mà sinh hoạt ở nữa, chỉ là vui chơi, khu vui chơi thôi. Đây mình
quay trở lại cái cổng này, gia đình Khoai Tây đi ra nè. Sẽ bắt đầu lấy xe đạp qua cái công viên kia, rồi bắt đầu mình sẽ nghỉ ngơi rồi ăn uống. Eichen. Das ist ziemlich alt. Đây bây giờ là gia đình Khoai Tây sẽ đi ra cái công viên á, lúc trước mà hay chạy ra đó, tại cũng gần đây à. Ra đó bắt đầu là ăn uống nè, đói bụng rồi. Có cầm theo đồ ăn, không có nhiều nhưng mà cũng có đồ ăn. Giờ mình đi thôi ha. Das erste, was sie denken, ist irgendwie, jemand will ihnen was klauen. Ja. Das dauert dann wirklich nur noch 5-6 Minuten. Okay. Dann können wir da was essen, was trinken und dann können wir wieder zurück. Okay, gut. Ba Khoai Tây nói là bây giờ mình sẽ đi theo cái đường này, đi tới cái công viên đó. Den Stück hoch und dann. Jesus. Đây nè, là cái khu đậu xe của cái khu nhà vườn này. Ba Khoai Tây nói là lúc trước là đi cái khu nhà vườn này có thấy một cái khu vườn của người Việt họ thuê ở đó. Tại sao biết là khu vườn của người Việt không? Bởi vì nó có dàn bầu. Phải mình ra giữa đường bởi vì mình sẽ đi thẳng nè. Còn ở bên kia là quẹo, quẹo trái, quẹo phải nè. Chà, đó mình đi đúng lực á. Vậy chứ. Đây mình tới nơi rồi đó con.
nehmen Kartoffeln raus, ha? Yeah, she warm. Oh, wow. Yeah. Wow. Đắng. Oh. Survive the horse, huh? Yeah, to feed. Bà khoai tây nói, ôi hôm nay á, anh là nó hơi lạnh lạnh, cho nên là bận cho khoai tây cho nó ấm vô, rút cuộc ra đường mà nó nóng. Con nước này con khát nước không hả? Phải không? Đi nãy giờ rồi à? Sao lại cười uống nước mà cười cái gì? Uống không con? Con không khát nước hay sao? Uống miếng nước này cho giải khát nè. Uống nước này con, ra mồ hôi quá trời luôn, cần nước nè. Bổ sung nước nè. Bổ sung vitamin nước nè. Được đấy. Mấy xin lỗi sao con? Du machst nicht mehr. Wenn ich so mache, dann können wir nicht mehr. Soll ich machen? Das darf ich nicht mehr sagen, der nächste Nieser kommt. Ja. Das ist schon tödlich. Ước áo rồi, ước áo rồi. Uống được không con? Uống được. Uống được không nè? Khoai tây uống được không? Không uống nữa phải không? Hay uống nữa? Beim Penny im Angebot und dann
Richtig. Da plane ich immer schon genau, was kaufe ich wo. Und dann genau. Hin. Ja, genau. Ja, die Rabatte muss man mitnehmen. Ja, ja. Ich mache mir jeden Vormittag eine Schüssel Salat schön ein, was ich kann. Okay, được rồi, được rồi. Mình chuẩn bị đi về nha con nha. Thôi, chuẩn bị đi về xong mắt cho con ăn. Ja, vielen Dank. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Đây, khoai tây chuẩn bị lên đường về nhà lại nè. Đấy, ngồi vô xe nè. Ai ở cái khu nhà vườn thì gặp một cái chú người Đức hả? Cô nói chuyện với ba khoai tây quá trời. Ra đây gặp một cái cô cũng người Đức hả? Hả? Cũng nói chuyện quá trời. Nói chung là họ, nếu mà mình người Đức á, là cái kiểu của họ gì nè. Nếu mà mình không thân thiết á, thì họ rất là lạnh lùng. Nhưng mà một khi đã thân rồi á, thì họ rất là cực kỳ là dễ thương. À, cho nên người ta mới nói cái văn hóa của người Đức là văn hóa trái dừa, bên ngoài rất là cứng, mà một khi mà đã lọt được vô trong, đi qua khỏi cái lớp cứng đó, là lớp lạnh lùng của họ, thì ở trong rất là mềm ngọt, mềm mại, mịn màng, đại khái là như vậy. Cho nên ha, mà đặc biệt là người già ở đây họ sống cô đơn lắm, họ sống một mình á, con cái đồ ít về thăm, giống như ông nội khoai tây đó, ở xa đồ lâu không lâu giữ rồi con cháu mới về. Nhưng ông nội khoai tây may mắn hơn là có người con gái là cô của khoai tây là ở gần bên, mất khoảng 45 phút chạy xe ô tô đó, thì cuối tuần nào ông cũng lái xe qua thăm cháu gái hết, cho nên thành ra là ông không có cô đơn lắm. Thì đáng gì còn ở bên bà chị vợ lại ở gần nữa. Cho nên thành ra không sao. Mà thường là con cái ở xa cho nên là người Đức họ cô đơn lắm. Rồi, đi về thôi. Khoai tây đi về ha. Đó, trời ơi, đó. Bắt đầu khoai tây chơi là cái quần của mình kìa. Tại vì bà chủ vừa quần áo mà, cho nên thành ra rất là thích xếp đồ. Ok, los. Về thôi. Gia đình khoai tây đã về tới nhà rồi. Bây giờ ba bỏ xe vô trong cái hầm ha. Rồi xong cái mình lên nhà, mình chuẩn bị mình ăn tối.